Thanh niên này bỗng chốc thấy mình tỉnh dậy ở nơi xa lạ, anh không biết đây là địa ngục hay thiên đàng, tuy nhiên lại cảm thấy quen thuộc vừa lờ. Mải suy nghĩ thì một gáo nước lạnh tạt xuống, quay lại thấy một mụ béo nhìn thôi đã biết là độc ác, bà ta nạt nộ rồi bắt anh tắm rửa sạch sẽ, lát nữa sẽ có người đến đưa đi. Saralan nhìn với ánh mắt cay nghiệt, kết quả là ăn nhẹ cái bà tai, bà béo quát lớn, ánh mắt đấy là gì, thằng nhãi con cúc cu còn chưa mọc lông mà tính bật tao hả? Lúc này Saralan mới nhìn thấy giao diện của mình phản chiếu qua vũng nước, anh ta cười nụ cười dần mất đi nhân tính, dù quay lại hồi 3 tuổi thì cũng không thành vấn đề. Saralan Cooper vậy mà trọng sinh rồi, kiếp trước anh là bóng ảnh của gia tộc Cooper cùng với các bóng ảnh khác từ nhỏ đã chịu sự huấn luyện nghiêm khắc của gia tộc. Siêng người, phóng hỏa, điệp báo giống như biệt hiệu bóng ảnh, tất cả những việc mờ ám gia tộc đều giao cho họ làm. Đổi lại, gia tộc cũng ban cho họ không ít của cải và vinh quang tối cao, vậy nên các bóng ảnh can tâm tình nguyện. Mà thân là một đứa con hoang của gia tộc, Saralan quyết định thay đổi số mệnh bị người ta ức hiếp. Tổn thương thiên phú, liều mạng luyện tập để bù đắp để không bị coi thường, anh đã chủ động xin đi chinh chiến vì gia tộc. Vì để hoàn thành mệnh lệnh, anh đã gặt đầu nhiều kẻ thù, tàn sát hàng loạt các thành trì. Cuối cùng trong một lần sát phạt, anh vì gia tộc mà giành chiến thắng trong cuộc chinh chiến, vốn tưởng rằng gia tộc sẽ hoan nghênh và ban thưởng lớn, nhưng không ngờ đổi lại là bị hãm hại. Tên tân gia chủ mới đã tiết lộ sự thật về sự tồn tại của bóng ảnh. Kể từ ngày mà những người trở thành bóng ảnh, hắn đã thi hành ma pháp ảnh thệ lên người họ, chẳng qua chỉ là để bịt mắt một lũ ngu ngốc dơ bẩn các ngươi mà thôi, ha ha ha. Cuối cùng, Saralan không thể kiềm chế được cơn tức giận mà đã dùng hết sức mình để ôn in lần cuối. Nhát kiếm đó tuy đã chạm được vào vai tên gia chủ nhưng lại bị phản lại. Mặc dù đã lĩnh hội huyết ma pháp nghịch chuyển ảnh thệ, lấy lại tất cả những năng lực mà Eren đã cướp của anh, nhưng tính mạng cũng vì đó mà chấm hết. Vậy nên kiếp này Saralan tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ thêm một lần nào nữa. Anh hùng làm việc trượng nghĩa cũng vẫn phải gục ngã trước cơn đói, bụng anh đã đánh trống biểu tình rồi, có vẻ như 3 ngày chưa có gì vào bụng. Lúc này một con chuột đang chít chít gần đó, Saralan quyết định sẽ ăn con chuột kia lót dạ trước. Ở kiếp trước khi còn ở trên chiến trường, thịt chuột còn ngon hơn so với thịt người. Anh cười mất nhân tính, định sẽ tiễn em chuột xấu số kia vào bụng, bỗng nhiên có 2 người đàn ông bước vào. Chúng nói với anh rằng thiếu gia Eren muốn gặp. Không cần nhận được sự đồng ý, 2 tên đó lập tức lôi anh đi luôn. Vào thời điểm này của kiếp trước, anh được lựa chọn làm bóng ảnh, nhưng những ký ức về nghi lễ tuyển chọn đều biến mất, có lẽ là khi đó đã bị hạ huyết ma pháp ảnh thệ. Saralan cười toan tính, nhưng mà kiếp này thì có cái nịt nhé. Anh cắn vào tay chúng để thoát khỏi sự khống chế. 2 tên kia hơi xui khi gặp phải thanh niên cầm tinh con cờ hó. Một tên vung nắm đấm đến nhưng với thân hình nhỏ nhắn cùng kinh nghiệm oánh nhau bao nhiêu năm, Saralan đã né được. Sau đó anh rút kiếm của hắn rồi xin nhẹ cánh tay tên đó. Tên còn lại sợ quấn ra đài, không ngờ thằng nhãi con này lại có thiên phú kiếm thuật. Đây chính là cơ hội báo thù của anh, nó đã đến rồi. Ảnh thệ là một loại huyết ma pháp cổ, với tư cách là người chủ lời thề chỉ cần trả giá bằng một giọt máu sẽ có thể khiến cho mục tiêu trở thành cái bóng của chính mình. Cái bóng sẽ không thể làm hại được người chủ, đồng thời còn chịu được tất cả những thương thế của người chủ, sự trưởng thành và năng lực của cái bóng sẽ được dâng cho người chủ. Bởi vì đặc tính của ma pháp này quá tàn nhẫn vậy nên đế quốc đã ban phát sắc lệnh từ trước, tiêu hủy tất cả những sách ma pháp cổ có chứa ảnh thệ, cấm bất kỳ ai dùng ảnh thệ. Sau khi Eren biết 2 tên tùy tùng không lôi được Saralan đến, hắn ta đã rất tức giận và tương tác với tên cấp dưới. Khốn nạn, một con chó hoang thôi cũng đè đầu cưỡi cổ được các ngươi, nhà Cooper nuôi dưỡng để các người ăn không ngồi rồi sao? Mới chỉ 8 tuổi mà Eren đã mang trong mình dòng máu của những kẻ độc ác, hắn sẽ là người thừa kế tiếp theo của nhà Cooper. Anh lính không thể phản kháng chỉ biết ôm mặt vội vàng xin lỗi thiếu gia, là thủ hạ thất trách, là thuộc hạ thất trách. Eren bước đến chỗ Saralan cảnh cáo, đến cả người của bổn thiếu gia hắn mà cũng dám động tới. Hắn ra lệnh cho người đem nhốt anh vào hầm ngục giam. Tuy nhiên Hia Cooper, bà chủ của nhà Cooper và là mẹ của Eren Cooper đến ngăn cản, bà ấy nói đứa trẻ này từ nhỏ không ai quản nên hành động điên rồ như vậy cũng là bình thường. Nhưng bây giờ không phải là lúc trừng phạt nó, quan trọng là lễ tuyên thệ. Bà ấy nhắc nhở cậu con trai đừng quên những gì mà mình đã dặn dò, hôm nay phải hoàn thành cái gì, không biết là chúng phải làm gì nhưng nhìn cái mặt là đã biết độc ác. Eren không hiểu tại sao mẹ lại muốn tên con riêng thấp hèn này làm cái bóng của mình, đợi tìm được cơ hội hắn nhất định sẽ làm phế anh. Nhờ vậy mà Eren mới chấp nhận yêu cầu của mẹ. Thấy con mình đã ngoan ngoãn nghe lời, bà mẹ cười hài lòng, được rồi, vậy mẹ đưa người đi trước, không làm phiền con nữa, tiểu gia chủ tương lai của chúng ta. Sau đó bà ta ra lệnh giải tán, chỉ để lại một mình thiếu gia Eren, những người còn lại thi triển cách chú âm, đừng để bất cứ ai làm phiền đến con trai cưng của bà. Mẹ đi, Eren bắt đầu rót nước thánh, sau đó tuyên bố từ hôm nay trở đi, các vị ở dưới chính là một thành viên trong quân đoàn ảnh tự. Hãy tuyên thệ vì gia tộc, tất cả ở dưới trừ Saralan đồng thanh tuyên bố, ta lấy danh nghĩa là ảnh tử tuyên thệ. Đời này chúng ta sẽ hiến dâng sinh mạng cho gia tộc, chúng ta sẽ phó thác tất cả cho gia tộc. Mệnh lệnh của gia tộc, vì gia tộc. Saralan biết Eren sẽ làm gì tiếp theo, anh giả vờ uống nó. Ngay lập tức tất cả cùng bất tỉnh tại chỗ. Hắn ta khinh thường cái đám ngu ngốc, thuốc mê và nước thánh mà cũng không phân biệt được. Sau đó hắn rút con dao cắt và nhỏ vài giọt máu của mình xuống, năng lực của những người ở đây sẽ đều phải cấp dưỡng cho hắn, mà khi hắn bị thương thì toàn bộ họ đều phải chịu. Ngay lập tức một vòng tròn ma pháp màu đỏ bao quanh tất cả mọi người, những tia sức mạnh đủ màu sắc từ những cậu bé đều truyền vào người Eren.
hắn có thể cảm giác được năng lực đang truyền vào cơ thể mình, ảnh thệ có vẻ như đã thành công. Hắn ta không ngờ lại đơn giản như vậy, sau đó tự sướng cho rằng mình đúng là một thiên tài, phải mau chóng nói cho mẹ biết tin này mới được. Irene vui nhưng mở cờ quay người định bỏ đi nhưng không thể, cơ thể hắn không thể cử động được, chẳng lẽ là do tác dụng phụ của ảnh thệ, điều mà bà mẹ chưa từng nói. Hắn ta khóc lóc gọi mẹ ơi, đằng sau Sarah Lan đứng dậy lên tiếng, ngươi vẫn luôn là một thằng nhóc thích trốn sau lưng mẹ mình. Đáng tiếc, mẹ của ngươi vì không muốn quấy rầy ngươi hoàn thành ảnh thệ nên đã làm thuật cách âm nơi này rồi, cho dù ngươi có gọi thế nào cũng không ai nghe được đâu. Irene quay lại nhìn thấy Sarah Lan cầm thanh kiếm đứng với một luồng sắc khí dày đặc, hắn ta không thể hiểu tại sao anh lại tỉnh dậy được và tại sao anh biết được ảnh thệ. Thấy anh đây siêu chứ, anh không chỉ biết mỗi cái đó đâu mà còn biết đảo ngược ảnh thệ nữa. Không biết tên Irene sẽ ứng đối thế nào đây nhỉ? Sau đó anh đâm thẳng thanh kiếm xuống đất giữa trung tâm vòng tròn bùa chú, tim của hắn như bị đâm thủng. Hắn đau đớn kêu la, ngươi muốn làm gì, mau dừng lại. Kiếp trước Sarah Lan phải trả giá bằng tính mạng của mình mới lấy lại được những gì thuộc về mình, còn kiếp này chẳng qua anh chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Vừa nói anh ấy vừa hướng thẳng thanh kiếm về phía hắn, chỉ biết một tiếng hét thất thanh vang lên, thuộc hạ báo tin cho bà phu nhân rằng bùa chú đã bị phá, bà ta hốt hoảng gọi tên con trai mình. Sau sự việc đó, Irene đã được đưa về phòng chăm sóc, ông quản gia trấn an phu nhân. Ông ta nói cơ thể của thiếu gia không việc gì cả, chỉ là tiêu pha quá nhiều ma lực nên mới dẫn đến tạm thời bị ngất đi thôi. Còn tại sao chú cách tâm bị vỡ thì là do một tên Zano trong nhà khi đặt chú đã phân tâm, ông ấy đã hạ lệnh cho người đi giải quyết hắn rồi. Mẹ nào con ấy, đứa con đã độc ác thì ba mẹ sẽ phải độc ác gấp trăm lần, bà ta nói hãy ném thi thể đó cho chó ăn. Tuy nhiên thiếu gia tinh thần đang bất ổn, dù sao cũng còn rất nhỏ, quản gia thấy làm chuyện như này khó tránh trong lòng có gánh nặng. Irene nằm trên giường mà hoang mang, hắn ta cứ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó mà không thể nhớ ra được. Thấy con mình đang lo lắng, bà mẹ vuốt nhẹ tóc con trai cưng rồi an ủi, con không cần phải hao tổn tinh thần vì những cái bóng đó, trên thế giới này cá lớn nuốt cá bé, con là. Chưa kịp nói hết câu thì Irene hất tay bà ta ra, hắn ta mất kiểm soát nói mình là gia chủ tương lai của nhà Cooper, đám nghiệt chủng trời sinh kia đều phải bán mạng cho hắn. Bà mẹ vô cùng hài lòng, ha ha ha, quả là con trai của ta, như này mới đúng chứ, muốn phần thưởng gì cứ nói với mẹ. Sarah Lan bên ngoài nghe hết tất cả thì cười trừ bất lực, thật là tình mẹ con sâu nặng. Nhưng tiếc là từ hôm nay trở đi Irene Cooper chính thức là cái bóng của anh. Kiếp trước lúc anh chinh chiến vì gia tộc, phát hiện ra ảnh thệ được ghi chép lại trong danh mục huyết ma pháp, Sarah Lan vui vẻ dâng hiến nó cho gia tộc, lại không ngờ rằng bản thân đã trở thành vật hy sinh cho gia tộc từ lâu. May mà anh đã nhìn qua nội dung trong sách, rồi kết hợp với những kinh nghiệm đoạt hồi sức mạnh của kiếp trước. Bây giờ cái giá phải trả chỉ là một giọt máu là có thể đảo ngược được ảnh thệ, chuyển đổi quan hệ giữa Sarah Lan và Irene. Dù rằng như vậy thì anh của năm 3 tuổi vẫn là một đứa bé yếu ớt, không đủ sức để chống lại được hết tất cả bọn chúng. Anh phải trở nên mạnh hơn từ bây giờ, vậy nên bước đầu tiên để trở nên mạnh hơn chính là đến vách núi lửa. Vách núi lửa, gia tộc Cooper vì muốn sàng lọc ra những thể chất mạnh mẽ, những cái bóng tự nguyện hy sinh vì gia tộc và thiết kế ra nơi khảo sát này. Giống như Prometheus đã chiếm đoạt mồi lửa vì nhân loại, bản thân tình nguyện hy sinh giống như ngày đêm chịu đựng bị thần ưng mổ. Nhà Cooper đem đám trẻ chưa tới 10 tuổi đó đem xuống vách núi lửa, lệnh cho bọn họ xuyên qua bụi gai, lệnh cho thần ưng ăn thịt bọn họ, cho dù là sắp chết cũng không được bỏ cuộc, cho tới khi chỉ còn một cái bóng leo lên tới đỉnh. Được thần ưng Griffin chúc phúc cho, có được một cơ thể không bị thương cho dù có bị mổ như thế nào, có bị tấn công ra sao. Enos Walker là tên huấn luyện cho những cái bóng, hắn tuyên bố với đám trẻ, cho dù các ngươi có dùng cách nào thì tiêu chuẩn của bài kiểm tra này chỉ có một. Đó là còn sống mà leo lên tới đỉnh, đương nhiên là cũng đừng quên bất cứ ai bỏ cuộc, 3 ngày sau đều sẽ phải chết. Được rồi những cái bóng, vì một tương lai tươi sáng của các ngươi, xuất phát. Sau khi tiếng còi vang lên, những đứa trẻ tức tốc chạy đi, chỉ có duy nhất một mình Sarah Lan vẫn thong dong bình tĩnh. Điều này đã khiến tên huấn luyện khá bất ngờ, ở đó có một tên biết anh là đứa con riêng hôm qua đã chọc giận thiếu chủ. Việc Sarah Lan chọn leo dốc đứng đã khiến hai tên huấn luyện khinh thường, ha ha ha, vậy mà lại không đi dốc thoải, muốn tay không leo lên đỉnh núi. Sợ là chưa được nửa đường thì đã ngã chết rồi, ngu xuẩn vô cùng. Một tên còn tự tin muốn đến đó thu xác thằng bé, tên huấn luyện cười quỷ dị nói không cần. Bỗng dưng hắn nhớ ra một cách rất thú vị, vừa hai thần ưng cũng nên ra rồi. Thần ưng bắt đầu xuất hiện phía trên đỉnh núi, đám trẻ bắt đầu sợ hãi khi nhìn thấy thần ưng. Sarah Lan leo lên đỉnh núi và nhìn thấy khung cảnh đáng thương trước mắt, con chim ưng đang dùng những đứa trẻ làm mồi nhậu. Con chim ưng chưa nhìn thấy anh, mục đích của chúng là dùng Griffin nhân cơ hội này trừ khử Sarah Lan vì hôm qua đã chọc giận thiếu gia. Sau đó một tên huấn luyện nhắm mũi tên về phía con chim ưng, mũi tên vừa xẹt qua thì Sarah Lan cũng vừa ngoi lên. Griffin tưởng rằng anh đã làm điều này chọc tức nó tức giận sổ đến muốn ăn tươi nuốt sống thứ con người ngu ngốc. Cơ mà đây cũng thật là đồng ý của anh rồi, Sarah Lan bật lên rồi leo lên lưng nó. Trải qua một kiếp rồi thì anh mới biết, chỉ có một cách duy nhất để nhanh chóng lên được đỉnh núi, nhận được lời chúc phúc của Griffin đó chính là thuần phục nó. Check qua một chút thông tin về thần ưng Griffin, một quái vật cấp S giống cái. Mức độ nguy hiểm 4 sao, nơi sinh ra là vách núi lửa. Nghe nói sau khi ăn rất nhiều não người, nó đã phát triển được linh trí có thể giao tiếp với con người. Lập khế ước với gia tộc Cooper. Gia tộc Cooper cung cấp mồi nhử cho Griffin,
Griffin giúp gia tộc Cooper sàng lọc cái bóng, người nhận được phước lành của nó sẽ có được một cơ thể vô địch. Nó thích vàng bạc, đá quý và có một đứa con non. Sarah Lan dùng kiếm đâm thẳng vào đầu nó. Griffin vốn có tính cách không dễ khuất phục, lại sở hữu trí tuệ của loài người, nếu không đánh bại nó hoàn toàn nó sẽ không bao giờ phục tùng ai hết. Vậy nên chỉ còn một chiêu cuối này thôi, anh lao tới và sử dụng ảnh nhẫn phách khảm tam thức. Tất nhiên thần ưng cũng không phải tự nhiên mà lên tiếng thần, nó phản công lại ngay lập tức, đánh bay Sarah Lan văng xuống vách núi. Cũng may anh ấy còn bám được vào thành vách, sau đó vất vả leo lên. Đây hẳn là một sơ ý chết người, dù có mạnh mẽ và tài giỏi đến đâu thì bây giờ anh ấy mới chỉ 3 tuổi chứ không phải 30 tuổi, dù có nắm vững kiếm thuật kiếp trước cũng không làm gì được. Với trọng lượng cơ thể này bây giờ nếu tới gần Griffin sẽ bị nó cắp đi mất. May mà vẫn còn một cách, anh nhìn thấy một cái hang động gần đó, chỉ cần có thể hành động thì sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế. Thần ưng phóng đến một quả cầu, sức gió của nó thật sự rất mạnh. Mỗi khi Griffin thở ra một quả cầu gió từ miệng thì sức gió của nó sẽ tăng từ cấp 1 lên cấp 10. Sarah Lan phải tránh bên này né bên kia, với quả cầu gió cấp 10 thì đừng nói là anh, cho dù có 100 Sarah Lan cũng không tránh được. Đột nhiên lúc này trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ, nếu đã không tránh được thì chi bằng mượn sức gió của đòn tấn công này để tới được hang động. Nói là làm, Sarah Lan đã bay lên cao, lợi dụng nó để làm đòn bẩy đưa mình bay đến hang động. Vì để giảm thiểu tiêu hao, đồng thời kích động ảnh thệ, lấy sức mạnh từ trên người nó. Sarah Lan kích hoạt ảnh thệ thì Iren cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đang ngồi uống trà mà lại xỉu tại chỗ. Tùy Tùng đứng đó sợ quấn ra đài, lập tức hô lớn thiếu gia lại ngất nữa rồi. Vậy là kế hoạch của Sarah Lan đã thành công, nhân lúc này anh ấy mau chóng tiến vào bên trong hành động. Con thần ưng cũng có mặt ngay sau đó, nó rất hào hứng muốn bắt con mồi bé nhỏ. Sự thật là Sarah Lan đã bắt đứa con bé bỏng của nó làm con tin, đứa nhỏ sợ hãi khóc lóc kêu cứu mẹ. Thế giới mấy ai biết được, mạnh mẽ như Griffin mà thú con sinh ra đôi cánh lại bị tổn thương, không thể bay được. Nó nhìn đứa con của mình nằm trong tay kẻ địch rất lo lắng, nhưng tất nhiên Sarah Lan sẽ không làm hại nó. Ngược lại anh ấy còn có thể chữa khỏi cánh cho nó, giúp nó bay được. Tất nhiên là sẽ có điều kiện gì thì tí nữa mọi người sẽ biết. Ở dưới không nghe thấy động tĩnh gì thì rất sốt ruột, hai tên huấn luyện còn nghĩ Sarah Lan đã thành mồi ngon cho Griffin. Chúng quyết định sẽ về bẩm báo với thiếu gia Iren và hiển nhiên sẽ được nhận thưởng. Vừa dứt lời Griffin đã xuất hiện ở phía sau với cặp mắt đầy sát khí, ngạo nghễ Sarah Lan Cooper đang đứng trên lưng nó. Sau đó thần ưng dùng móng vuốt của mình kết thúc mạng sống của hai phản diện đen đủi. Đây chính là màn trao đổi của nó và Sarah Lan. Chuyện Griffin đồng ý cũng đã làm xong, giờ sẽ đến lượt anh. Sarah Lan yêu cầu nó đưa mình đến dãy núi bí cảnh ở phía bắc, vùng đất thạch cảnh. Kế hoạch là anh sẽ đi lấy thanh kiếm của Perseus, sau đó sẽ giúp nó lấy máu của Medusa, thứ có thể chữa lành mọi thứ. Thật đáng tiếc mục tiêu thật sự của Sarah Lan không phải là kiếm thánh, cũng không phải là sự giúp đỡ của Griffin, cái mà anh muốn chính là dựa vào Griffin hủy diệt bí cảnh này. Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong là bức tượng một con quái vật rắn khổng lồ với bộ tóc là những con rắn do không được vuốt keo nên không được gọn gàng lắm. Ở dưới có ba người trùng mũ vô cùng bí ẩn. Kiếp trước vào năm 12 tuổi, chủ mẫu phái quân đoàn cái bóng tới đây lấy được thanh kiếm của Perseus vì Iren, do trong bí cảnh tồn tại bức tượng Medusa có thể làm cho mọi sinh vật hóa đá. Những cái bóng vì giúp Iren nên đã đánh lạc hướng tấn công của Medusa, cuối cùng thương vong nặng nề. Chỉ còn duy nhất một mình Sarah Lan sống sót, mà thanh kiếm của Perseus chỉ tiếp nhận những người có thiên phú cấp S, hiển nhiên anh đã không thể lấy được nó. Iren, vì là người có thiên phú cấp S nên đã dễ dàng xử lý được Medusa rồi lấy được thanh kiếm. Cuối cùng Iren trở thành thiên tài được kiếm thánh lựa chọn, đạt được vô số tài nguyên, các mối quan hệ và những cấp dưới trung thành. Thế nên kiếp này dù Sarah Lan không đạt được nhưng tuyệt đối cũng không để cho Iren có được. Griffin bước vào không thấy kiếm hay máu của Medusa đâu mà chỉ có một bức tượng vỡ, cánh cửa bất ngờ bị đóng lại. Griffin bắt đầu nghi ngờ là Sarah Lan đang giở trò. Lúc này đằng sau nó những bức tượng đá băng băng lao tới, hình thù con nào con nấy cũng rất đáng sợ. Griffin không biết mấy cục đá xấu xí này đã sống lại từ khi nào, nó đang chiến đấu với chúng rất quyết liệt. Chúng vỡ vụn thành nhiều mảnh vụn, nhưng lập tức những mảnh vụn đó có thể kết hợp lại với nhau, dần dần hợp thành một người. Khắc nghiệt, bạo lực, khủng bố, ba bức tượng đá này đều không có ngũ quan và thần thoại giống như ba chị em nhà Grey. Bọn họ cùng chung một mắt và một răng, mà bọn họ và Medusa đều là hải thần, đều có năng lực điều khiển nước biển. Sarah Lan sợ hãi bỏ chạy, Griffin biết chạy không có ý nghĩa gì cả, còn tiếp tục như này thì nơi này sẽ sụp đổ, cả hai người đều sẽ bỏ mạng ở đây, điều cần làm bây giờ là tìm được thanh kiếm. Anh tức tốc chạy đi tìm kiếm với nét mặt khẩn trương, đang tìm đây. Trên bức tường đá bên kia có phù văn nói không chừng sẽ có cách giải quyết, nhưng sự thật tất cả đều là một màn kịch, diễn viên mới nhú Sarah Lan. Mọi thứ đang diễn ra đúng với những gì mà anh mong muốn, bí cảnh sụp đổ và tất cả đều bị chôn vùi ở đây. Anh sẽ thông qua kiếp trước và phát hiện được bí đạo được ẩn giấu ở đây, chỉ là chỗ uy lực này vẫn không đủ. Anh diễn cái nét sợ hãi chỉ lên phù văn và nói Griffin hãy lấy con mắt phía trên kia xuống, có vậy thì bọn chúng mới dừng tấn công. Griffin nghe xong thì lập tức bay lên rồi lấy con mắt đó xuống, đám tượng đều tan chảy thành nước. Sarah Lan giải thích vì trên phù văn có nói, Perseus đã cướp con mắt của ba chị em nhà Grey nên mới biết được Medusa ở đây, vậy nên con mắt chính là điểm yếu của ba chị em nhà Grey. Griffin thắc mắc thanh kiếm đang ở đâu, huyết dịch có thể chữa khỏi được cho con của nó, bên trên đó có viết không?
Saralan chỉ vào thanh kiếm đằng sau, Perseus dùng thanh kiếm này chặt đầu Medusa, máu sẽ chảy xuống. Máu màu đỏ đó sẽ có thể giết được tất cả các sinh linh, máu màu xanh có thể chữa được mọi loại bệnh tật. Nhưng đó chỉ là trong truyền thuyết mà thôi, liên quan tới bí cảnh vẫn còn một bí mật nữa. Lúc kiếm của Perseus hiện thế chính là ngày mà Medusa sống lại. Tượng rắn Medusa đó vẫn liên tục tấn công không ngừng, Saralan đã hoàn thành mục đích, giờ chỉ cần chạy ra ngoài nữa là xong. Một khi tượng đá Medusa được khởi động, ngoài việc lấy được thanh kiếm của Perseus chặt đầu nó ra thì không còn cách nào dừng lại được. Khi anh chuẩn bị bước ra đến cánh cửa thì nó lại bất ngờ tấn công khiến anh không kịp trở tay. Hiện tại bức tượng khổng lồ này đang muốn ăn tươi nuốt sống Saralan, Griffin đang đâu thì không ai biết, hóa ra ả ta đang trốn phía sau tảng đá. Chuyện gì vừa nhìn đã thấy khó dây vào thì sẽ giao lại cho anh bởi vì nó vẫn chưa muốn chết. Lúc này anh mới biết là thần ưng còn có kỹ năng hóa nhỏ. Con quái vật tấn công không ngừng, cũng may mà kiếp trước anh đã thông qua bí cảnh này một lần, chưa tới nỗi bó tay chịu chết. Đầu tiên phải lấy chiếc khiên từ hiệp sĩ bàn tròn đã, có thể dùng sự phản chiếu của chiếc khiên đó, nhìn vị trí của Medusa để tránh được ánh nhìn của bà ta, tránh khỏi việc bị hóa thành đá. Đồng thời cũng có thể chống lại được mắt thần tấn công của Medusa. Saralan dùng chiếc khiên đó để bảo vệ bản thân khỏi những chiêu thức của quái vật. Tuy nhiên với thể trạng này và chỉ có mỗi tấm khiên thôi thì không đủ. Anh đã bị đánh bay ra sau, văng chiếc khiên ra và hộc máu. Cửa ra của mật đạo vừa mới bị phá hủy rồi, hơn nữa với cấp bậc thiên phú của anh bây giờ cũng không có cách nào lấy được thanh kiếm của Perseus. Mặc dù là vậy nhưng không thử thì sao mà biết được, nếu không đặt cược vào nó thì hôm nay cũng sẽ ngỏm ở đây thôi. Vậy nên dù có phải liều cả mạng sống thì anh nhất định vẫn phải tiến về phía trước. Một điều không ngờ là Saralan có thể dễ dàng lấy được nó như trở bàn tay. Chưa kịp vui mừng được bao lâu thì một con rắn đã đâm xuyên qua cơ thể anh, sau đó nhấc anh lên. Chẳng lẽ là do thiên phú quá thấp để có thể lấy được thanh kiếm hay sao? Saralan nhớ lại những lời Eren nói ở kiếp trước, chỉ là một tên có thiên phú cấp D, vậy mà còn muốn vấy bẩn thanh kiếm này. Saralan không biết rốt cuộc là mình đã sai sót ở đâu. Cái lúc anh bị treo lên cây thánh giá, Eren cùng mẫu hậu của hắn đứng ở dưới nói chuyện. Mẫu hậu, hắn vẫn chưa hôn mê. Đừng bảo là hắn sẽ biết được chúng ta sắp lấy thiên phú của hắn nha. Đứa trẻ ngốc, thất ức ma pháp sẽ có thể giải quyết được chuyện này. Từ giây phút đó, thiên phú kiếm thuật của anh đã chuyển sang tên độc ác kia. Quay lại với hiện tại, Saralan vẫn đang tiếp tục chịu sự tấn công của Medusa. Griffin lấp ló gần đó không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó không tin được tên ngốc đó lại có thể thoát ra mà không phải chịu bất kỳ tổn hại nào. Thậm chí anh còn có thể phản công ngược lại và lấy được đầu của Medusa, đơn giản vì anh đây là một quái vật. Kiếp trước anh vốn có thiên phú kiếm thuật cấp S mà chủ mẫu đã lợi dụng ma pháp cướp đi thiên phú của anh cho Eren sử dụng, lại còn xóa bỏ ký ức của Saralan, thì ra tất cả sự thật là như vậy. Anh lấy huyết dịch màu xanh vào một lọ thủy tinh sau đó cười lớn lên. Sự việc ngày càng thú vị rồi đây, Eren hãy cứ ở nhà mà chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhé. Griffy nhân lúc thằng nhóc này phát điên nó đã rón rén nhẹ nhàng chuồn lẹ. Bị gọi lại mà hết hồn con chồn, đến giờ phút này thì không thể đùa với nhà chùa được nữa. Đến nó còn quên mất mình là một quái vật cấp S, tại sao phải sợ thằng nhóc mặt búng ra sữa này được chứ? Saralan chỉ hỏi mỗi một câu, đầu ngươi cứng không? Griffin kiểu hỏi chấm, hóa ra anh lợi dụng cái đầu cứng của nó để phá đá bay ra khỏi hang động. Đến giây phút này thì thần ưng cũng nhận ra thằng oát con này từ khi bắt đầu đã muốn lợi dụng mình để tiêu diệt bí cảnh rồi. Nhưng thôi xem như vì nó chữa khỏi cho đứa con mà tạm bỏ qua chuyện đó. Sau khi u vài cục trên đầu thì cuối cùng hai người cũng thoát ra khỏi bí cảnh. Trong lúc đó, hình ảnh Medusa đang hấp thụ sức mạnh từ cái đầu của nó, sau đó đôi mắt đã mở ra, điều này chứng minh cho việc nó vẫn chưa hoàn toàn bị đánh bại. Sau tất cả mọi chuyện, Saralan cuối cùng cũng nhận được lời chúc phúc từ thần ưng, nhân danh Griffin. Ta ban phúc cho ngươi, ta cầu chúc cho ngươi có một cơ thể không bị tổn thương dù có bị tấn công như thế nào. Xung quanh cơ thể anh phát ra những luồng ánh sáng màu đỏ, cảm giác như những vết thương nhỏ trên người đã hoàn toàn hồi phục hết. Điều này quả cũng tốt, có thể giảm bớt vết thương trên cơ thể để tránh khỏi sự nghi ngờ của Eren. Ngoài chuyện đó ra anh còn phải tạm thời ẩn đi thiên phú kiếm thuật cấp S, tránh những phiền phức sau này. Saralan đưa lọ huyết dịch xanh cho Griffin nói hãy mau cho đứa con uống, đôi cánh sẽ được chữa khỏi. Rất nhanh chim ưng con đã uống hết lọ thuốc đó, lập tức nó đã bay được trong sự phấn khởi của người mẹ. Sau tất cả những lo toan thì cuối cùng bảo bối của nó đã bay được. Saralan nhìn theo và nói, chỉ là biết bay thôi mà, nếu nó không nhận ra chủ nhân của mình trước khi trưởng thành thì cuối cùng nó sẽ chẳng khác gì một con chim ngu ngốc. Griffin không hiểu những lời đó là có ý nghĩa gì. Tuy nhiên anh không nói rõ mà chỉ quay người bỏ đi, không có gì. Chỉ là có lòng tốt nhắc nhở ngươi chút thôi, dẫu sao thì nhận chủ xong ngươi cũng mới mạnh mẽ hơn mà nhỉ. Tuy nhiên Griffin nghĩ thầm, đúng là hắn nói rất có lý, khi đó nếu không phải chủ nhân ngày ngày đút thuốc nuôi ta thì ta cũng không có trí tuệ rồi ngày càng mạnh được. Chỉ là chủ nhân đã chết hàng trăm năm rồi, ta cũng không tìm được ai có thực lực cao lại xiên người không chớp mắt giống như ngài. Nó chợt nhận ra thằng nhóc trước mặt, một Cooper Saralan có đầy đủ tất cả những yếu tố đó. Lập tức Griffin xin cho đứa con mình được làm ma sủng của Saralan. Nó biết anh vẫn còn nhỏ tuổi nhưng đã sở hữu kỹ năng và trí tuệ vượt trội hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi, tương lai nó không chừng sẽ có thể vượt qua Brad. Cuối cùng thì cá cũng đã cắn câu, Saralan đồng ý thu nó làm ma sủng, nhưng hai người phải có giao dịch với nhau. Anh phải có được tất cả những tin tức của Brad Cooper, cùng với chiếc chìa khóa quý báu mà nhà Cooper cưng phụng kiếm linh Brad.
Hiện giờ bà phu nhân đang rất bực bội, tức giận vì không tìm ra nguyên nhân trong khi thiếu gia đã ngất đi hết lần này tới lần khác, chẳng lẽ lại đều là bịa đặt? Rốt cuộc tình huống này sẽ duy trì trong bao lâu nữa? Ông quản gia chỉ còn cách trấn an tinh thần phu nhân, ông ta nói phu nhân cứ yên tâm, thiếu gia có ảnh thệ tăng cường, mỗi lần đều sẽ nhanh chóng phục hồi. Dẫu sao thì cũng có những cái bóng kia chịu thay cho thiếu gia, cung cấp năng lượng. Tuy những lời đó cũng không sai nhưng chỉ là chuyện này kỳ lạ quá, dường như sau ngày lễ tuyên thệ diễn ra, con trai cưng của bà mới trở nên như vậy, bà ta tin rằng nhất định là có gì đó không bình thường. Ông quản gia báo tin bây giờ vẫn còn có chuyện quan trọng cần phu nhân giải quyết, đó chính là việc Saralan Cooper đã vượt qua bài kiểm tra trình độ đúng như những gì mà chúng mong đợi. Chỉ là anh đã lợi dụng Griffin để xiên chú cháu Walker rồi còn thuần phục con của nó thành ma sủng. Bà phu nhân nghe xong thì không khỏi bàng hoàng, bà ta nhanh chóng hỏi nó đang ở đâu. Nhưng không cần phải đi tìm, Saralan đã chủ động bước vào, phu nhân có gì dặn dò. Bà ta muốn biết tại sao thằng nhóc này lại xử lý chú cháu Walker. Saralan trả lời với nét mặt đầy sắc khí, còn không phải là gia tộc hay sao? Đường đường là quản giáo của những cái bóng mà lại bị một đứa trẻ 3 tuổi như tôi xử lý thì cũng vô dụng quá, nhà Cooper không cần những thứ phế vật như vậy. Có phải không phu nhân? Nghe xong những lời này phát ra từ một đứa trẻ 3 tuổi, bà phu nhân cứ gọi là sợ xanh mặt. Chính là cái biểu cảm bàng hoàng đó, phẫn nộ, chán ghét, còn có con bài gì mau mau dùng hết đi, anh đây tuyệt đối sẽ không nói một chữ sợ. Đối diện với những điều này, bà phu nhân ra lệnh cho ông quản gia hãy mau chóng ban thưởng cho anh tới suối địa đàng trị liệu. Saralan vui vẻ đa tạ phu nhân, dù bà ta có giở chiêu trò gì ra đi nữa thì anh đây cũng cần tất. Xong xuôi bà ra lệnh cho ông quản gia hãy nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu ma pháp cướp đoạt trước khi nghi lễ thừa kế linh kiếm diễn ra, nhất định phải cướp thiên phú của Saralan cho Iren dùng. Quản gia nhanh chóng nhận lệnh, một khi bí mật không thể dùng thiên phú kiếm thuật của Iren bị lộ ra thì chức vị người thừa kế sẽ không thể dùng được nữa. Coi như lần này bà ấy sẽ bỏ qua cho thằng nhóc con, để xem tới lúc đó còn có thể kiêu ngạo được không. Tại suối địa đàng, Saralan nhớ về cuộc trò chuyện giữa anh và Griffin. Nó nói trước khi chủ nhân chết đã vận dụng cấm thuật đem linh hồn của bản thân phong ấn vào dưới đáy suối địa đàng, mục đích là chuyển lại kiếm pháp có được cả đời cho người thừa kế có thiên phú kiếm thuật cấp S, đồng thời đảm bảo địa vị của gia tộc Cooper chống đế quốc sẽ không bị suy giảm. Nó đưa chiếc chìa khóa cho anh và căn dặn, sau khi Saralan vào đó hãy men theo dòng nước ngầm rồi sẽ vào được một hang động dưới lòng đất. Chiếc chìa khóa này sẽ dẫn anh đến gặp chủ nhân. Nhưng dường như kể từ khi nó và chủ nhân rời khỏi thì suối địa đàng đã trở nên kỳ lạ, tình hình cụ thể như thế nào thì nó cũng không nắm rõ. Điều duy nhất có thể nói cho anh biết là chủ nhân vận dụng huyết ma pháp, tuyệt đối không dễ đối phó. Saralan cảm thấy đúng là huyết ma pháp khá kỳ lạ, xem ra muốn có được sự thừa kế kiếm thuật trước Iren là điều không hề đơn giản. Những đứa trẻ ở gần đó đang bàn tán về anh, chúng biết anh là người có trình độ và được đào tạo đầu tiên, thậm chí còn thuần phục được cả con của Griffin, thật là ngưỡng mộ. Lucian thiêng người cùng Renault, là con trai của mã phu nhà Cooper lại tỏ ra khinh thường, giỏi thế nào thì cũng vẫn chỉ là con trai của một kỹ nữ mà thôi. Đứa con trai răng thỏ kia buông những lời chọc ghẹo. Chúc mừng nha, không ngờ trông mày như khỉ gầy thế này mà lại chạy nhanh như khỉ gầy, là người đầu tiên tới được đỉnh núi, tên đi bên cạnh thì cười như được mùa. Saralan nhớ kiếp trước ngoài mặt bọn họ là thuộc hạ của anh nhưng thực chất lại là con cờ được Iren sắp đặt, bịa ra những cáo buộc vô căn cứ để buộc tội anh cộng tác với giặc và phản quốc. Và vì có Iren chống lưng nên chúng đã quen hoành hành ngang ngược. Nhận thấy Saralan không thèm quan tâm những lời mình nói, tên Reno định sẽ dùng nắm đấm để nói chuyện, hắn muốn biết cơ thể sức mạnh vô địch của anh có tác dụng như thế nào. Nhưng ngay lập tức nắm đấm đó đã bị Saralan vô hiệu hóa, sau đó anh bẻ vặn ngược lại tay hắn. Tên Reno đau đớn biến dạng mặt mày, tên mập đi cùng lập tức rút dao ra để cứu đại ca. Nhưng người mà hắn xiên con dao vào lại chính là tên đại ca của mình. Saralan cũng có đôi lời xin lỗi, đã không cẩn thận nên lấy hắn làm lá chắn. Xong xuôi thì trả hắn về cho đàn em của mình, vừa hay nước suối cũng có thể chữa lành được vết thương đó, nên là hai đứa bay xuống đó mà ôm nhau đi. Dù sao thì lần sau anh vẫn muốn dùng chúng mày đến luyện tay đấy. Kiếp này anh sẽ cho chúng mày một lý do không thể từ chối, làm con cờ cho anh đây. Khí tức hắc ma pháp đang xuất hiện ở dưới nước, làm sao mà loại cấm thuật tàn ác không khác gì huyết ma pháp này lại xuất hiện ở trong nước suối chữa lành vết thương. Có lẽ đó chính là sự kỳ lạ mà Griffin đã từng nói. Nhưng cho dù không thể xuống dòng suối này thì cũng phải nghĩ cách bằng mọi giá phải xuống dưới đấy mà không chịu ảnh hưởng từ nó. Bỗng nhiên lúc này phát lên âm thanh quen thuộc, tiếng một cô gái đang kêu cứu, cô ấy đang bị một thanh niên túm tóc và kéo lê trên đường, hắn ta rất tức giận quát tháo, đến phục vụ trà nước mà cũng không làm được. Tao thấy mày thèm ăn đòn phải không nhỉ? Cô bé đó đau đớn van xin nhưng không được. Tên điên kia định sẽ dùng bạo lực để trấn áp, nhưng ngay lập tức đã bị một kiếm của Saralan chẻ đôi. Đám trẻ quanh đó chứng kiến cảnh tượng sợ hãi và mau chóng chạy đi báo cáo. Anh đưa tay ra hỏi thăm cô gái, dưới góc nhìn của Andrea thì Saralan là một vương tử đẹp trai long lanh lung linh lấp la lấp lánh lóng la lóng lánh ánh kim cương. Còn dưới góc nhìn của Saralan thì anh nghĩ mình đang dọa cô ấy sợ rồi. Anh ngượng ngùng xin lỗi vì đã khiến cô sợ, nhưng đứng trước mặt hoàng tử chắc chắn Andrea chỉ thấy trai đẹp thôi, khiếp liêm sỉ còn đúng một tí. Cô ngại ngùng cảm ơn vì đã cứu mạng và giới thiệu mình tên là Andrea. Andrea là người bạn thân nhất của Saralan kiếp trước, cô ấy có tài năng phép thuật vượt xa các bạn cùng lứa. Hai người họ đã chiến đấu cạnh nhau một thời gian ngắn. Không chỉ vậy mà hai người họ còn có tình ý với nhau. Dù là lúc 5 tuổi thì Andrea cũng vẫn rất đáng yêu.
Hai người họ cứ thế ngượng ngùng cảm ơn lẫn nhau, đứng trước gái đẹp thì không thể ngờ nổi, dù sao đây cũng là chuyện quý ông nên làm thôi chứ không có gì to tát cả. Saralan hỏi Andrea có biết cách nào để làm cho nước suối này cạn đi không, hoặc là chui xuống đáy mà không bị dính giọt nước nào. Anh không thể quên chuyện chính được, nếu là cô ấy thì chắc là sẽ có cách. Andrea tỏ ra khá bất ngờ vì chẳng lẽ Saralan đã phát hiện ra rồi sao? Sau đó thầm thì nói nhỏ, trong nước suối này có ma pháp gì đó rất kỳ lạ có thể chữa lành được vết thương. Nhưng từ giờ trở đi không thể tiếp nhận những phép thuật chữa lành khác nữa, mà chỉ có thể dựa vào nguồn nước suối này để chữa lành vết thương cho mình thôi. Thì ra là như vậy, xem ra đây cũng là thủ đoạn mà nhà Cooper dùng để khống chế những cái bóng, đồng thời làm cho cái bóng chịu đựng nỗi đau lại có thể cứu trợ gia tộc. Andrea nắm tay ân nhân, để cảm ơn anh đã cứu mạng thì đương nhiên cô ấy sẽ có cách giúp anh xuống đáy mà không bị dính nước. Cô sử dụng ma pháp con vịt, có thể khiến con người giống con vịt, dù thân ở trên nước nhưng bên trong bộ lông lại không bị dính nước. Saralan cười ngượng, vì đây không phải là ma pháp ngăn cách đó mà, năng lực đặt tên của cô bé này vẫn ảo diệu như ngày nào. Lúc này đám người của gia tộc cũng đã tràn vào sau khi nghe tin có tên nhóc đã xin người. Vậy là bọn chúng sắp đuổi kịp hai người, hai cô cậu nhanh chóng kéo nhau bỏ chạy. Cả hai nhảy xuống nước, mạch nước ngầm dưới đáy hồ chắc là ở vòng xoáy bên kia. Andrea nhắc nhở anh không thể đi qua đó mà hãy mau rời đi. Vừa dứt lời thì vòng xoáy đó đã cuốn cả hai vào trong. Saralan tỉnh lại không biết đây là đâu, anh lấy ra trong túi chiếc chìa khóa bảo thạch, nó là chiếc chìa khóa có thể mở được nơi thờ cúng kiếm linh. Chỉ là ở đây lại không có cánh cửa nào để sử dụng chìa khóa cả, hay là nó cần được triệu hồi. Mặc dù không biết kiếm linh là gì nhưng Andrea nói rằng mình có thể thử. Sau đó cô bắt đầu đọc thần chú, chìa khóa ơi chìa khóa, xin hãy nghe theo lời kêu gọi của ta. Đi tìm chủ nhân của ngươi, mở ra cánh cửa nơi ở của hắn. Ngay lập tức những bông hoa gần đó biến thành những hoa ăn thịt người, chúng há cái miệng toàn răng sắc nhọn ra và tấn công hai người. Sau đó cuối cùng cánh cửa cũng đã xuất hiện, tuy nhiên hiện giờ Andrea đang bất tỉnh nhân sự. Hiện giờ không còn cách nào khác chỉ có thể tạm thời để cô ấy ở đây thôi. Sau đó anh dùng ma pháp ẩn thân mà kiếp trước cô ấy đã dạy cho anh để ẩn thân cô ấy đi, tránh để bị phát hiện khi có nguy hiểm gì đó. Dù sao thì muốn có được sự thừa kế kiếm linh cũng phải có một trận ác chiến, cuối cùng Saralan hiên ngang một mình bước vào. Mặc dù đã chuẩn bị từ lâu, nhưng khung cảnh trước mắt thật sự rợn người. Đây đúng là mồ chôn tập thể. Trước mắt anh là khung cảnh con quái vật nhiều mắt, răng sắc như dao đang hút cạn sinh khí của một cô gái. Cuối cùng thì nó cũng nhận ra có khách mới đến thăm nhà. Suối địa đàng, nhìn bề ngoài thì là suối chữa trị nhưng thực chất là phố đèn đỏ sắp xếp nàng hầu cho nhà Cooper. Mà vào lúc đó Saralan mới biết được số mệnh thực sự của những nàng hầu đó. Tất cả bọn họ sau cùng đều trở thành đồ ăn của kiếm ma. Con quái vật đó lướt đến như một cơn gió, nó ngửi được trên người anh có mùi của thiên phú cấp S. Saralan nhanh chóng lùi lại, anh rất bất ngờ tại sao nó biết được. Con kiếm ma lên tiếng, trừ khi ngươi là Irene Cooper, thằng nhóc vừa mới sinh ra đã sở hữu thiên phú cấp S, nhưng trong dáng vẻ của ngươi không giống được ăn sung mặc sướng. Để ta đoán xem nhé, hay ngươi chỉ là một đứa con riêng đến giành lại quyền thừa kế. Vừa nói hắn vừa lao tới tấn công, hắn ta sẽ không dễ dàng giao cho anh trừ khi anh qua được ải của hắn. Cơ mà ngươi yên tâm đi, anh tới đây để gặt đầu nhà ngươi chứ không phải chỉ đến để gáy. Nhìn dáng vẻ ngông cuồng của thằng nhóc trước mặt, hắn ta tuyên bố anh không thể là hậu duệ của mình được. Hai bên tiếp tục giao chiến, một bên là quái vật khổng lồ cao 2m, một bên là thằng nhóc 3 tuổi cao chưa nổi 1m. Họ đánh từ bên này đánh sang bên kia, tất nhiên đối với hắn anh cũng chỉ là một thằng nhóc yếu đuối mà thôi. Saralan bị bón hành liên tục không thể đứng dậy nổi. Tuy nhiên ngay lập tức hắn ta đã nhìn thấy lời chúc phúc của Griffin trên người anh, hắn không ngờ rằng con chim ngu đó lại thừa nhận một tên yếu ớt như vậy. Đã rất lâu rồi nó và Griffin không gặp lại nhau. Năm đó Brad vì phong ấn linh hồn nên đã hy sinh một nửa năng lượng để đạt được sự thừa kế, dựa vào thực lực của anh bây giờ vẫn còn có một khả năng. Saralan đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, sức mạnh bao trùm lấy cơ thể anh, bên cạnh hắn ta xuất hiện một cây thánh giá. Lập tức cả cơ thể hắn bị treo lên, đó chính là cấm ma huyết trận. Hắn đã chết lâu tới mức không biết rằng trong bao nhiêu năm qua, đế quốc đã nghiên cứu ra bí thuật đối phó ma huyết trận. Bây giờ chỉ cần lấy được tim của hắn là có thể cưỡng chế giành được sự truyền thừa rồi. Tên kia đau đớn kêu la, giây phút thanh kiếm của anh đâm đến thì hắn ta đã thoát khỏi được sự áp chế của ma trận. Hắn cười thích thú vì đã rất lâu rồi không được chơi đùa với chuột. Nhưng trò chơi đã kết thúc, giờ đây hắn ta không còn muốn chơi nữa. Phải công nhận thằng nhóc trước mặt thật sự có năng lực và thiên phú, chỉ là vẫn không đủ để thừa kế kiếm thuật của hắn mà thôi. Vừa nói hắn vừa triệu hồi vô số những hồn ma màu đỏ lơ lửng, bọn chúng đều nhắm đến phía anh. Dùng máu khống chế huyết linh là một năng lực quá mạnh, Saralan hiện tại không thể chống cự được vì bọn chúng quá đông. Anh nhanh chóng sử dụng thánh kiếm thủ hộ, dùng kiếm của Perseus để khống chế lại huyết ma. Tuy nhiên chỉ với một cái chạm nhẹ của Brad đã khiến vòng tròn thánh kiếm vỡ tan từng mảnh. Hắn ta nắm chặt cổ anh rồi nhấc bổng lên, chắc ngươi cũng biết, sau khi con mèo vờn con chuột thì sẽ ăn thịt con chuột nhỉ. Saralan dần bất lực, huyết dịch ma lực đều trôi đi. Tên kia nhận ra ký ức của anh có hơi quen quen, lúc trước có một nàng hầu mà hắn đã ăn thịt có mùi này, có lẽ người đó là mẹ của anh. Saralan giật mình khi hắn ta nhắc đến mẹ, chắc chắn anh sẽ không để yên cho con quái vật đã làm hại mẹ mình. Nhớ lại những ký ức mẹ dịu dàng ru anh ngủ, những câu hát à ơi của mẹ. Cho đến lúc mẹ nói xin lỗi Saralan, mẹ phải đi rồi. Thì ra là thứ đáng chết này đã cướp đi mẹ của anh.
Saralan như hóa điên muốn báo thù cho mẹ. Huyết ẩm được sử dụng, kiếm ma không tin một thằng oát nhỏ bé lại có thể dùng được ma pháp của mình như vậy. Dù phải đốt cháy huyết dịch của bản thân thì Saralan vẫn kiên quyết đánh bại được kiếm ma. Vừa rồi phóng thích huyết linh đã mất quá nhiều năng lượng của hắn, bây giờ phải ăn một đứa để bổ sung mới được. Saralan lúc này dường như đang phát điên, anh mất quyền kiểm soát, tao hỏi mày mẹ tao có ngon không? Hình ảnh của người mẹ đã khiến anh trở về trạng thái con người. Sau đó chuyện gì tới cũng đã tới, một kiếm của anh đã xử lý gọn lẹ được kiếm ma. Hắn biết tên nhóc con này phát điên rồi, bây giờ phải ra ngoài ăn thêm mấy đứa nữ hầu nữa bằng không cứ tiếp tục như thế này sợ là sẽ tiêu đời. Tuy nhiên nghĩ gì mà Saralan sẽ để cho hắn được tọa nguyện, kiếm ma sợ hãi nói, đừng, đừng giết ta, ta có thể bổ sung kiếm cho ngươi, làm linh kiếm của ngươi. Tất nhiên là hắn ta không còn sống nữa, cuối cùng thì anh cũng đã chiến thắng trong trận chiến này và báo thù cho mẹ. Lúc này, máu cũng phun ra như mưa, Saralan hấp thụ kiếm thuật truyền thừa rồi in dấu trong cơ thể. Suýt nữa thì quên từ khi sinh ra anh đã không có mẹ rồi. Tất cả những thứ đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng nực cười mà thôi. Bản thân Saralan biết mình là một quái vật và quái vật đáng thương làm sao. Soi mình dưới vũng máu, hình ảnh mẹ đang ôm chầm lấy đứa con bé nhỏ. Bà khẳng định con trai mình không phải quái vật và mình vẫn luôn ở bên cạnh con. Lúc này Andrea cũng hớt hải chạy vào, cô ấy rất lo lắng cho anh khi thấy trên người anh toàn máu như vậy. Nếu bị thương ở đâu thì cô ấy sẽ chữa trị cho ngay lập tức. Nói rồi cô chạm nhẹ lên hai gò má Saralan và bắt đầu trị thương. Kiếp trước Andrea cuối cùng rơi vào kết cục trở thành nữ hầu. Saralan ôm chầm lấy cô và hứa kiếp này tuyệt đối sẽ không để cho bi kịch đó lặp lại một lần nữa. Anh sẽ không để người con gái này rơi vào hoàn cảnh như mẹ mình. Huyết ẩm đó là gì mà lại khiến kiếm ma sợ hãi như vậy? Nó có thuộc tính huyết ma pháp. Cái giá phải trả là máu của bản thân, điều kiện là bảo kiếm cấp thành phẩm. Đem máu của bản thân cúng tế cho thanh kiếm, trước khi máu bị đốt cháy không còn gì thì thuộc tính năng lực của vũ khí này sẽ tăng lên rất nhiều. Kiếm linh, ma, tiêu tan, gia tộc dấy lên tranh chấp, những người canh gác suối địa đàng đều chết. Mà những người hầu đã chứng kiến sự tàn ác của Saralan không dám bắt nạt Andrea nữa. Trong lời đồn, anh được cho rằng là kẻ đầu sỏ tiêu diệt kiếm linh nhưng không có chứng cứ. Chủ mẫu chỉ có thể tăng cường đàn áp, giam cầm, lấy máu, hạ độc nhưng Saralan đều không bị làm sao. 4 năm sau tại sân huấn luyện nhà Cooper, Irene đang ngông cuồng coi thường những anh lính thua cuộc dưới tay kiếm của hắn. Chỉ bằng chút sức lực đó mà các ngươi cũng muốn thắng ta sao? Thiếu gia tha cho chúng tôi đi, vẫn là ngài lợi hại. Lúc này Isaac Tu, công tước và là gia chủ của gia tộc Isaac đến hết lời khen ngợi. Nghe nói từ lâu thiếu gia Irene của gia tộc sinh ra đã có thiên phú kiếm thuật cấp S, hôm nay được gặp quả là danh bất hư truyền. Cooper Leon là gia chủ của nhà Cooper, cũng là cha của Irene thấy con trai được khen rất vui nhưng vẫn tỏ ra đó là chuyện hiển nhiên, thật quá khen rồi. Đột nhiên phía bên kia có chuyện gì đó xảy ra, chính là Saralan, anh đã có mặt ở đây. Không nói bất kỳ một lời nào chỉ sử dụng ảnh nhận, kiếm phong truy kích đánh bay tất cả binh lính nằm thù lù một đống trên đất. Isaac chứng kiến tất cả, biết chiêu này người thường ở độ tuổi đó vẫn dừng lại ở vị trí thiết kiếm học đồ. Mà đứa trẻ ở dưới rõ ràng đã đạt tới cấp độ ngân kiếm thủ hộ giả, thật là không thể tưởng tượng nổi. Irene trong lòng rất khó chịu vì Saralan lại dám cướp vị trí đầu của hắn. Hắn ta mang tất cả sự uất hận khiêu chiến với anh. Kiếp trước Irene nhờ cướp lấy thiên phú từ tay của anh mới bá đạo, vậy kiếp này thực lực vốn có của hắn Âu cũng chỉ là một tên phế vật. Saralan đồng ý ngay lập tức, vừa hay nhân cơ hội này anh muốn thăm dò hắn xem sao. Tên kia cũng nhân cơ hội này giả vờ lỡ tay tiễn kẻ thù về trời. Đám người hầu bên cạnh thì hết lòng cổ vũ cho thiếu gia, chúng đặt niềm tin vào thiếu gia của mình tuyệt đối, thiếu gia để cho hắn được thấy thế nào là thiên tài kiếm thuật thực sự đi. Xông lên thiếu gia, Irene chủ động tấn công trước, hắn vẫn có một niềm tin mãnh liệt là mình có thể chiến thắng. Saralan cũng không phải dạng vừa, anh đáp trả lại ngay, có chút lực đó thôi hả đại thiếu gia, chẳng lẽ bà chủ không cho cậu ăn cơm à? Anh hất tên thiếu gia lỏm này ra, hắn ta cắn chặt răng cay nghiệt, rõ ràng mẹ đã nói sức mạnh của hắn bây giờ trong gia tộc không có ai là đối thủ cả. Vậy mà chỉ với một đường kiếm đơn giản như kia đã quá mạnh, thậm chí ma lực ở trên kiếm cũng ảo, rõ ràng là người tăng trưởng. Nhưng rồi hắn cũng tự an ủi bản thân rằng là do mình nghĩ quá nhiều mà thôi, đối thủ của hắn vốn không hề có thiên phú kiếm thuật gì cả. Saralan quyết định sẽ cho hắn xem thế nào là tấn công thực sự, anh cầm kiếm lao tới từ phía sau. Irene quay lại cũng không kịp phản ứng, ảnh nhận, đột thứ tam thức của Saralan khiến hắn ta sợ vãi ra quần, ngã lăn đùng ra đất khóc lóc kêu gào ôm lấy con mắt của mình. Isaac chứng kiến trận tỉ thí vừa rồi liền bật cười. Có vẻ như ta đã đoán lầm rồi, thực lực của Irene cũng chỉ có như vậy, những người hầu bị đánh vừa rồi chắc không phải là giả đâu nhỉ. Gia chủ ngại muốn đội quần, tuy nhiên em gái của công tước Isaac và Irene cũng có hôn ước từ trước, hắn ta không thể để cho em gái gả cho một tên vô dụng được. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt sét đánh, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra ôn nhu, ngài nghĩ nhiều rồi, đây không phải là hoàng thất ban hôn, em gái của ngài có ai lấy không vẫn chưa biết được. Isaac không muốn làm phiền gia chủ nữa, cũng nhắc nhở đừng quên 10 ngày sau là liên hợp hành động của hai nhà họ, sau đó xin cáo từ. Sau khi công tước Isaac ra về, Leon cảm thấy đứa con trai của mình đúng thật là vô dụng. Ông ta hỏi người hầu cái bóng nhỏ kia gọi là gì. Người hầu bẩm báo, nó tên là Saralan là con trai của ngài cùng với nữ hầu, còn nữ hầu đó là ai đã không còn ghi chép rồi. Leon nhìn đứa con trai của mình, chả trách chiến thuật lại cao siêu như vậy. Ông ra lệnh đưa Saralan tới thư phòng của mình.
Không lâu sau, Saralan đã có mặt ở thư phòng. Tuy nhiên, ông ta dùng con mắt để thăm dò lại không phát hiện ra một tí năng lực thiên phú nào. Là cố ý che giấu năng lực của bản thân, sau này tranh giành quyền kế thừa hay sao? Cũng có chút tâm cơ, đáng tiếc cuối cùng vẫn chỉ là một thằng nhóc con dễ bị nhìn thấu. Ông ta nói với anh 10 ngày sau, anh sẽ lãnh đạo nhóm bóng ảnh số 10 cùng với đội ngũ của gia tộc Isaac đến thành Thủy Tinh đã thất lạc lấy trứng rồng cho gia tộc. Sau đó đưa thanh kiếm có thể phát động truyền tống trận đến thành Thủy Tinh cho Saralan. Anh biết rằng muốn lấy được trứng rồng, dù thế nào cũng sẽ động đến ma long ở trong thành. Lần này ông ta phái anh đi sợ là không có ý tốt. Nhưng mà có cơ hội giành được trứng rồng cũng không thể bỏ qua được. Anh lập tức tuân lệnh gia chủ, tuy nhiên cũng có một thỉnh cầu. Hôm sau anh cùng Andrea và một số thành viên khác bắt đầu lên đường. Khả năng thỉnh cầu của anh chính là cho Andrea và Mio đi cùng. Cô ấy ngồi trên lưng Mio, đứa con của Griffin, suốt dọc đường. Điều này khiến cô cảm thấy lo ngại. Vì Saralan đã nói cô là nữ hầu đi cùng nhưng cứ ngồi cả đường thế này thì cũng không tốt lắm. Tuy nhiên anh nói không sao, bọn họ sẽ không có ý kiến gì hết. Những tên đi cùng nhìn anh đã sợ thụt vòi rồi thì làm gì có gan dám lên tiếng. Họ đã đến được thành Thủy Tinh, tuy nhiên trứng rồng ở đâu thì không ai biết. Lúc này một giọng nói vang lên, không ngờ quân đội tinh nhuệ của nhà Cooper mà đến cả kiến thức chung của thành Thủy Tinh cũng mù tịt. Thật là khiến người ta cười vỡ bụng, cô gái vừa nói chính là Isaac Gloria, em gái của gia chủ nhà Isaac và cũng là vị hôn thê của Irene. Cô ta giơ tay chào hỏi Saralan và giới thiệu mình là Gloria, tuy nhiên anh đã phớt lờ cô ta, quay lại nói với Andrea và Mio cứ ở đây, không lâu nữa anh ấy sẽ ra. Sau đó anh cùng với cô ta đi vào, Gloria không cam lòng khi bị nam nhân bơ đẹp như vậy, Saralan lên tiếng, tiểu thư Gloria, trước khi hoàng hôn nếu chúng ta vẫn chưa cùng nhau kích hoạt cửa vận chuyển, lần này sợ là sẽ công toi một chuyến đó. Anh nhớ lại kiếp trước, vậy mà kiếp này vẫn đụng phải cô gái phiền phức đó. Thôi thì cũng mặc kệ, vẫn nên cầu nguyện con thú ngốc Mio có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mà anh đã giao cho nó. Phía nhà Cooper nhìn thấy tế đàn đang phát sáng thì rất kinh ngạc, đám người bên Isaac cười khinh thường một đám quê mùa. Đây chính là dáng vẻ mà Thủy Tinh Thành nên có, nó hiện lên rất đẹp, nhưng trứng ma long trong truyền thuyết thật sự đang ở nơi này hay không thì chưa biết. Lúc này một thanh niên đột nhiên bước vào tế đàn, hắn ta có ý định xử lý tạp binh nhà Cooper rồi mang trứng rồng về cho gia tộc, đến lúc đó gia chủ nhất định sẽ ban thưởng cho hắn. Khoảnh khắc chuẩn bị phá hủy tế đàn, Saralan đã không kịp thời ngăn lại được, kết quả là mọi thứ đã nổ tung. Thứ đã gây nên vụ nổ này chính là thủ hộ quang chi thủ vệ của Thủy Tinh Thành. Tất cả mọi người đã bị bao vây, Gloria cũng bất lực với binh lính của mình, cô lập tức chạy đến sử dụng kinh cước trảm cứu lấy hắn ta. Sau đó quay ra trách móc, tên kia vẫn cho rằng mình làm điều đó tất cả là vì gia tộc, tuy nhiên hắn đang làm vì bản thân hắn thì đúng hơn. Lúc này hai thủ hộ tấn công từ phía sau Gloria một cách bất ngờ, cứ nghĩ là đã tiêu đời rồi, may mắn Saralan đã kịp thời ra tay cứu mạng. Anh phát lệnh cho các ảnh tử, nhanh chóng bố trận. Các ảnh tử nghe lệnh, lập tức dàn binh bố trận. Thứ sức mạnh màu tím bao trùm lấy các thủ vệ, anh đây rất muốn xem là năng lượng quang của họ mạnh hay là ảnh của anh mạnh hơn. Đám người nhà Isaac nhìn các thủ vệ bị hốt trọn một mẻ đã rất kinh ngạc, đây chính là sở trường dung hợp kiếm thuật của gia tộc Cooper. Đặc biệt là người tên Saralan vẫn chỉ là một đứa trẻ mà có thể mạnh được đến như vậy. Gloria đột nhiên đỏ mặt, rất ngưỡng mộ những gì mà anh đang làm. Saralan đã thành công hấp thu được năng lượng tinh hạch, trực tiếp từ ngân kiếm thủ hộ giả thăng cấp lên kim kiếm đại sư. Bước tiếp theo chính là dùng tinh hạch này để mở mật đạo. Anh vừa đặt viên tinh thạch vào thì đột nhiên mọi thứ xung quanh rung chuyển, tế đàn đang dần hạ xuống. Mọi người gọi nhau mau lên tế đàn, mật đạo bí mật dẫn vào Ma Long Quật sẽ được mở ra. Rất nhanh mọi người đã được đưa xuống Ma Long Quật. Khung cảnh phía dưới thật sự rất đáng sợ và rợn người, mọi thứ được bao trùm bởi lửa như dòng nham thạch.